Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh YouTube của Bshop ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là một ngày trời rất là nắng, chưa có mưa và cũng rất là hot. Đấy thì trong cái thời điểm này thì dịch bệnh đang leo thang anh em ạ. Nên là anh em chú ý là ở nhà chúng ta giãn cách, tránh tiếp xúc đông người và xem clip của tôi để chúng ta có thể mở mang hiểu biết và có thể có thêm nhiều câu hỏi để đặt ra với Shop để Shop có thể làm nhiều clip giải đáp thắc mắc của anh em hơn. Hôm nay thì là một trong những clip mà tôi đầu tư công phu nhất. Như anh em có thể nhìn thấy ở đây là có 4 đôi giày thể hiện cho 4 cái dòng giày của Yonex mà đều là các dòng cao cấp. Xin giới thiệu với anh em dòng Arrows, dòng AD là Arrows 3 thì nó tương đương với cả Arrows Z này hay là các cái dòng Arrows khác, là một sản phẩm cao cấp của Yonex. Tiếp tới là đôi 65Z2, thì 65Z2 thì cũng là một đôi giày cao cấp như anh em cũng biết rồi. Tiếp tục lại là một đôi đời 2 nữa, Eclipse 2 mới ra mắt. Và đôi ngoài cùng đây là đôi Comfort Z2 của Linda là trước đó đã đi đấy. Thì hôm nay có 4 đôi giày ở đây, tượng trưng cho 4 dòng giày cao cấp. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi review và so sánh các cái dòng giày này với nhau, xem nó có cái điểm ưu và nhược gì của từng dòng giày. Trong cái mẫu giày này thì như anh em biết là tương đương với cả mẫu Arrows 3 thì hiện tại chúng ta có thêm Arrows X này, Arrows Z này và các cái dòng Arrows. Các cái dòng Arrows thì thể hiện chúng ta đây là một đôi giày nhẹ nhất của Yonex. Đấy thì nó nhẹ ở đâu thì hiện tại tôi đang cầm đôi giày Arrows 3 màu đỏ mà size 42. Thì xem nó nhẹ đến mức nào thì chúng ta sẽ bắt đầu cân cái đôi giày này lên ở trên cái cân tiểu ly. Đây là cái máy đo điểm swing, nhưng mà nó có một tác dụng nữa là giúp chúng ta có thể cân được giày. Thì hiện tại như ở đây là đôi Arrows 3 màu đỏ size 42 thì có trọng lượng cả hai chiếc giày này mới có trọng lượng 554,3 gram. 554,3 cho đôi giày size 42 thì chúng ta trừ đi chắc khoảng 3 gram, cái này thì nó còn khoảng 554 gram cho hai chiếc giày. Quá nhẹ luôn. Đây là chúng ta sẽ tìm về vấn đề là quá nhẹ luôn về cân nặng của từng đôi này. Tiếp theo thì như anh em biết, dòng thể hiện cho một dòng cao cấp đó là dòng Arrows Z thì tương à đâu, đây là dòng 65Z. Thì dòng 65Z này thì có các cái mã 65Z này, 65Z2 này, 65X, 65X2 thì cái trọng lượng của nó sẽ tương tự nhau, nhưng mà dòng Z thì sẽ là dòng cao cấp hơn. Đấy, cũng tương tự như Arrows thì cái Arrows X nó sẽ là dòng thấp tiền hơn một chút. Arrows Z là dòng cao, vì cái trọng lượng thì bọn nó cũng như nhau thôi. Thì bây giờ chúng ta xem là cái dòng 65 này có trọng lượng là bao nhiêu. Đây là một đôi 65ZM2 size cũng là size 42 luôn, màu xanh trắng. Cái đôi này thì nó có cả màu navy này, có cả các cái màu khác nữa. Đấy, anh em chúng ta xem là đôi này bao nhiêu gram size 42 nhé. Hiện tại thể hiện ở đây đôi này size 42 có trọng lượng là 643,4. Thì chúng ta trừ đi 643,4 thì chúng ta trừ đi 0,3 thì 643,1 gram cho hai chiếc giày này. Thì anh em có thể từ đó anh em có thể nhìn thấy là Arrows đã nhẹ hơn so với 65, 65 nặng hơn so với Arrows. Ok, tiếp tới một cái dòng chúng ta cần cân nữa, Eclipse thì thể hiện cho Eclipse 2. Đây là Eclipse 2, hiện tại đôi này là tôi đang đi thì nó có dòng Eclipse này, dòng Eclipse 2, dòng Eclipse Z, Eclipse X, thì cái trọng lượng của nó cũng sẽ xem với nhau thôi. Đấy thì nó sẽ đánh giá được cả cái dòng đấy. Thì dòng Eclipse đôi giày này size 41 xem là nó trọng lượng là bao nhiêu. 672,6 trừ đi 3,03 thì là 672,3 gram. Nó đã nặng hơn so với hai đôi giày trước của chúng ta rồi, là Arrows và 65. Đây là Eclipse nhá. Cuối cùng, dòng Comfort Z thì như anh em biết thì từ trước đến nay tôi đã giới thiệu Comfort Z là đôi giày nặng nhất của Yonex rồi. Thì xem nó có trọng lượng là bao nhiêu. Dòng Eclipse dòng Comfort Z 2 thì hiện tại Comfort Z có dòng Comfort Z 1, Comfort Z 2. Thế xem cân nặng của nó là bao nhiêu. Cân nặng của đôi giày Comfort Z 2 size hiện tại đây là size 43 có cân nặng vượt trội luôn. 729,
729,4 cho tới 729,5 trừ đi 0,3 là 729,2 gram cho hai chiếc giày này, thì từ đó anh em có thể phân biệt về cân nặng. Đây, chúng ta sẽ đặt như thế này, từ trái qua phải nhé, nặng nhất đến đôi này và đến đôi này là nhẹ nhất anh em nhé. Bây giờ chúng ta mới vào cái phần chính đây. Thì tại sao nay tôi lại cân các cái đôi giày này lên, mà tại sao nó lại có trọng lượng khác nhau như vậy, thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích. Thì như anh em cũng biết, thì tại sao đôi này lại nhẹ hơn đôi này, lại nhẹ hơn đôi này, lại nhẹ hơn đôi này, thì nó phải có cái đặc điểm riêng của mỗi cái dòng giày. Như anh em cũng biết thì là tất cả các dòng giày cao cấp từ X cho đến Z của Yonex nhé, các dòng giày cao cấp, thì cao cấp ở đây thì nó khoảng, như tôi đánh giá thì nó khoảng từ khoảng 1,9 triệu trở lên đấy. Tại sao nó lại có điểm khác nhau các dòng giày cao cấp? Thì như anh em biết là các dòng giày cao cấp đều sở hữu cho mình cái công nghệ Power Cushion. Power Cushion của Yonex là cái công nghệ giảm trấn, gọi là một công nghệ giảm trấn mà tôi nghĩ là tiên tiến nhất. Chấn thương không, nghĩa là nó giảm chấn thì cho chúng ta đỡ bị cái lực tác động lên là cổ chân này, đầu gối này hay là sống lưng, thì nó là một cái công nghệ hoàn toàn tuyệt vời. Như anh biết là tôi có làm clip là người ta thả quả trứng vào cái công nghệ Power Cushion này, nó không bị vỡ, để chứng tỏ là công nghệ này rất là hay và cũng là công nghệ độc quyền của Yonex. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích điểm chính tại sao cái anh này lại nhẹ. Đấy, thì xin thưa anh em, Alert là một đôi giày nếu mà như tôi đánh giá thì sẽ thiên là cho cái trường phái là đánh đôi hoàn toàn. Tại sao? Bởi vì đôi giày này nhẹ giúp chúng ta linh hoạt, di chuyển nhanh, linh hoạt. Để trong cái môn đánh đôi thì chúng ta cần nhanh, di chuyển nhanh nhé, bước chân là tốt này, nhanh này, di chuyển này. Chúng ta đánh thường thường phải đánh những cái pha chớp nhoáng để tấn công đối thủ, và có nhiều cái trường hợp đánh ngả, đánh nghiêng, kiểu đánh nó không đúng tư thế thì chúng ta sử dụng cái đôi giày này thì nó sẽ linh hoạt cho đôi chân của chúng ta hơn. Đấy, nhưng mà đây là cái ưu điểm. Thì còn cái nhược điểm của nó, thì nhược điểm của Alert thì như anh em cũng biết thì Alert chỉ sử dụng một lớp vải không bên ngoài, chỉ sử dụng một lớp vải thôi, nên là cái trường hợp đôi giày này nó phá form nhanh, nó gọi là nó không được giữ cái nguyên trạng ban đầu. Đấy, nó nhanh bị phá form, thì đây là một cái nhược điểm của đôi giày Alert 3 này. Nhưng tôi nhìn thấy là bởi vì là nó chỉ có một lớp và giúp cho đôi giày nhẹ hơn này, các thứ nó ổn hơn này, các thứ nó nhanh nhẹ hơn, linh hoạt hơn, nhưng mà nó lại nhanh bị phá form. Thì đây là cái nhận xét của tôi về Alert này. Tiếp sau Alert, Alert thì thường sử dụng trong đánh đôi nhiều. Đấy, đa phần như anh em có thể xem trên TV các vận động viên hay đôi nhiều. Tiếp theo là cái phần 65 và anh Ericsson này, thì hai cái phiên bản này thì thường được sử dụng trong cả đôi lẫn đơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái đôi giày này đã được nâng cấp hơn một chút, nâng cấp hơn một chút, giúp cho chúng ta có cái phần vải chắc chắn, phần cổ chân chắc chắn hơn so với Alert 3. Đấy, đã được gia cố chắc chắn hơn, nên là chúng ta có thể chơi cả đôi này lẫn đơn đều rất là ok. Như đây là sản phẩm 65Z2, như anh em biết là tôi đã từng đi sản phẩm này. Nói chung là cả các cái mẫu giày ở đây tôi đi hết rồi. Alert 3 thì mình chẳng thử nghiệm quá. Còn 65Z này thì có một cái là tôi nói chung là đi cũng được, cũng êm, dáng dấp nó cũng được, đẹp, giữ form. Thực sự là nếu mà tính là giữ form thì nó sẽ không giữ form được đẹp bằng hai đôi này như tôi đang đi. Đấy, thì nó có một cái là tôi nhận thấy là 65Z2 là một đôi giày được ưa chuộng. Bởi vì tại sao lại được ưa chuộng ở cái thị trường của mình? Bởi vì là nó, thứ nhất là dáng dấp của nó đẹp, thứ hai là nó không bị nhanh quá phá form, thứ ba nữa đó là nó sử dụng được tốt trong cả đánh đôi lẫn đánh đơn, cổ chân rất chắc chắn. Tiếp tới là dòng Eclipse, thì như anh em biết Eclipse Z thì thường thường là có cái cổ chun nó bo lên như này này, đây có cái cổ chun bo lên, còn X nó không có. Đôi giày này thì thường sử dụng trong cả đơn lẫn đôi được. Đấy, cái trọng lượng của nó như vậy.
thì giúp cho chúng ta thứ nhất là vững chắc chân, cái thứ hai là cái này nó cao này, giúp cổ chân của chúng ta hoạt động nó chắc chắn. Nhưng mà như đôi này tôi thấy thì nếu mà để tôi đánh giá thì nó sẽ sử dụng nhiều hơn trong đánh đơn, cái chân rất là chắc chắn và hơi đầm dày. Về thiết kế bên ngoài, đây sử dụng da PU cao cấp này, đây là 100% da cứng chắc chắn, lâu bị phá form. Nhưng mà có một cái nhược điểm nhiều anh em không thích, đó là dòng dép này có cái cổ chun như này, nên là lúc mà đi vào chúng ta hơi bị vướng cái chân của mình ấy. Đấy thì nó sẽ làm cho chúng ta không thể di chuyển cái chân nó một cách linh hoạt được bằng cái dòng 65 này hay là dòng Aros này. Thì hiện tại đây là sản phẩm đôi giày tôi đang đi, thì tôi cảm nhận đôi giày này êm good so với hai đôi giày này. Thì nó có một cái nhược điểm, mà nhược điểm này thì chúng ta dễ nhận thấy hơn, đó là thứ nhất là đôi giày nó nặng hơn. Ai mà thích quen đi giày nặng, tôi là thích đi giày nặng thì mới đi được, còn những ai mà không quen đi giày nặng nó hơi nặng một chút so với hai dòng này, nhưng mà đổi lại cái nó rất là chắc chân. Và có một cái điểm nữa ở đôi giày này là tôi thấy là cái đôi giày này nó không phải cái đế nó bằng, ví dụ cái đế nó bằng như hai đôi giày này thì chúng ta luôn ở trên một mặt phẳng như này đúng không? Đôi này nó hơi trúc, nghĩa là cái đôi này lúc nào cái hướng của nó cũng hơi, khi mà mình xỏ chân vào lúc nào nó cũng trúc, cái đế này nó cao, nó hơi trúc từ cái phần này, hơi trúc mũi về trước, giúp cho chúng ta luôn luôn một cái trạng thái di chuyển nó ổn định nhất. Nhưng mà trúc xuống đằng trước như này thì ví dụ anh em phải đi sai nó chuẩn nhé, chứ còn đi sai mà nó vừa một tí là hay dính mũi chân vào cái đầu này lắm, nó đau. Đấy, nó cái này nó hơi trúc xuống một tí, nó không làm cái đế nó không bằng như những cái đôi này đi vào nó giữ nguyên, mà cái này hơi trúc một tí giúp chúng ta lúc nào ở trong trạng thái di chuyển ấy. Nên là anh em nhớ nhé, nó có một cái nhược điểm là anh em nhớ phải đi size giày, ví dụ mà anh em đang đi 41 vừa thì cái đôi này chúng ta nên lên một chút, lên 42 chẳng hạn, bởi vì nó rất hay bị xô lên. Đấy là một cái nhược điểm của đôi này mà tôi đã nhận thấy. Ok, thì chúng ta vừa trải qua ba dòng giày này là đều là tôi đã sử dụng rồi, Aros 65 hay là Eclipson. Tiếp đến là cái đôi giày cuối cùng trong cái bộ sưu tập của tôi, đời 1 là Composite 1 là tôi đã đi rồi, nặng hơn so với những dòng kia. Đây là Composite 2. Đây là một trong những cái đôi giày để tôi mà nhận xét thì đôi này là tôi thấy nó êm nhất luôn. Tại sao nó lại êm thì anh em có thể dở catalog 2021 của Yonex ra. Về cái phần giày của Yonex thì đôi này là đôi êm nhất. Tại sao? Đây, tôi sẽ dở sang đây, anh em phải nhìn đấy, nó sở hữu cho mình hai miếng power cushion ở gót và ở lòng bàn chân. Cái miếng power cushion ở lòng bàn chân ở gót rất là dày, giúp chúng ta êm, ở lòng bàn chân giúp chúng ta lại cực êm nữa. Hai miếng trong một đôi giày, đây là một đôi giày mà tôi cảm thấy là tôi đi thích nhất từ trước đến nay, thích cực kỳ luôn. Đế bằng, không bị quá trúc đấy, nhưng không bị hơi trúc trúc như đôi Eclipson kia, mà đi nó rất là êm, đi rất là êm, nhảy nhiếc, nó rất là kiểu như là mình cảm thấy nó rất thoải mái. Trong đôi giày này là thoải mái nhất ấy. Có cái hai này tôi thấy thoải mái nhất trong 3-4 đôi giày này, bởi vì tôi đi hết rồi, kể cả cái đôi cao cấp nhất như là Infinity tôi cũng đã đi rồi, nhưng mà cảm thấy nó không được êm bằng đôi Composite 2 này. Cái sướng của Composite 2 này, nhưng mà tuy rằng sướng như thế nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, nếu mà chúng ta sử dụng đôi này trong đánh đôi thì chúng ta sẽ cảm thấy nó chậm chạp hơn thật, bởi vì nếu ai không quen đi giày nặng thì nó sẽ nặng, rất là nặng. Anh em thấy nó vượt trội hẳn những cái đôi này, nó có 600g chẳng hạn, thì đôi này có 500 mấy, đôi này nó lên hẳn 720 này, quá nặng luôn. Nếu mà anh em nào mà không quen đi giày nặng, cảm giác sẽ rất là chậm. Được cái thì đổi lại, cái thì nó luôn luôn cái gì nó có mặt trái mặt phải, ưu và nhược. Ưu điểm rất là êm, đi lâu phá form rồi ngon, thì cổ chân giữ tốt này. Nhưng mà nếu mà sử dụng cho bánh đôi thì hơi chậm, đây là cái nhược điểm. Còn đa phần thì tôi đấy là cảm nhận của tôi nhá, thì tôi thấy cái đôi Composite 2 này là tôi ưu nhất trong tất cả các đôi giày tôi đã đi của Yonex, so với cả kể cả một dòng cao cấp hơn hẳn so với dòng này là dòng Infinity, dòng công nghệ vặn nút đấy, anh em biết đấy, tôi làm review đấy, công nghệ vặn nút ưng nhất là đôi này đấy. Còn hiện tại bây giờ tôi đang đi đôi này thì có một cái tôi thấy nó hơn chút ở phía trước đấy, tôi đi size 44 mà đáng lý phải lên 44.5 hoặc 45 gì đấy thì nó đỡ chút, nhưng mà đi 44 nó hơi chút cái ngón chân cái vào thì
hôm nào đi đánh cầu phải cắt móng chân cho cẩn thận, chứ còn để móng chân dài là dễ bật móng lắm. Ok, còn hôm nay đây là cái phần review và phần nhận xét của tôi về tất cả các cái mẫu giày hot trong thời điểm hiện tại của Yonex và là cao cấp trong thời điểm hiện tại của Yonex. Anh em nào đã đi rồi thì để lại cái comment nhé. Còn ý kiến của riêng tôi thì tôi đã bật mí từ nãy đến giờ rồi. Thì tôi thích nhất lối này. Đấy. Còn chúng ta sẽ có nhẹ nhất, nhẹ vừa, nặng hơn tí, nặng nhất bốn đôi giày của Yonex. Thì không biết là anh em đã từng đi đôi nào thì anh em hãy comment ở phía dưới xem tôi nói có đúng hay không. Anh em cần bổ sung gì thì hãy comment. Thôi, hôm nay đến đây là kết thúc rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong các video sắp tới. Chúc anh em có một cái sức khỏe thật tốt, giữ sức khỏe thật tốt để chúng ta chuẩn bị vượt qua đại dịch để chúng ta có thể đi chơi cái môn thể thao yêu thích trở lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, subscribe kênh YouTube, nhớ chia sẻ giúp tôi và nhấn chuông để đón chờ những clip tiếp theo.